nha, tài khoản 1388 tên của nó phải Thu Khác. Chị đánh dấu vào cái Excel chưa? Rồi, 1388 chưa. Chị đánh dấu vào luôn cho nhá, để mình mới mà. Cho nên là mình ký hiệu vào đấy cho nó dễ nhớ, bởi vì cái hệ thống tài khoản nó nhiều á. Cái nào mình ký hiệu mình hay dùng thì mình dễ nhớ hơn nhá. Rồi, chị ghi cho em này, tài khoản 1388. Khi mình khai đầu kỳ á mà thấy trên bảng cân đối tài khoản của mình á. Chưa? Đây. Đấy, có số dư bên nợ nhá là 800 triệu này. Chưa? Thì thể hiện các trường hợp như sau. Các trường hợp như sau. Gạch chéo dòng thứ nhất, trường hợp 1. Hai chấm là thể hiện cái khoản vốn điều lệ. Mở ngoặc ra là vốn góp kinh doanh nhé. Thể hiện vốn điều lệ không? Vốn điều lệ mở ngoặc là vốn góp kinh doanh nhé. Rồi ạ. Chưa, vốn góp kinh doanh đóng ngoặc lại. Mà thành viên hoặc cổ đông, mà các thành viên hoặc cổ đông cam kết nhưng chưa góp được, nhưng chưa thực góp ấy. Chưa thực góp rồi ạ. Thì tức là khi người ta cam kết là ví dụ như là của công ty này là vốn góp là bao nhiêu tiền nhỉ? Tổng là 2 tỷ 2 chẳng hạn. Nhưng ví dụ như người ta mới góp được trừ 800 đúng không? Là 1 tỷ 4. Người ta mới góp được 1 tỷ 4 thôi. Và còn 800 nữa thì phải kế toán, phải hạch toán cho treo qua tài khoản 1388 nhá. 1388 là phải thu khác, tức là phải thu của cái thành viên hoặc cổ đông đấy. Dạ. Hiểu không em ạ? Dạ. Sau này khi nào mà thu, chị có thể đánh mũi tên ra một chút. Sau này khi nào mà thu được bằng tiền, có thể là mở ngoặc là có thể tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng đó, thì khi đó mình sẽ hạch toán là nợ tài khoản 111 hoặc 112 có tài khoản 1388 số tiền mà đã góp tiếp. Thì đó mình hạch toán. Hạch toán tức là định khoản đấy. Hôm trước chị em mình có giới thiệu về phần định khoản á, trên chương hướng dẫn chung của phần nguyên lý kế toán á, chị nhớ không? Vâng. Là nợ tài khoản A có tài khoản B đó. Thì như vậy đang treo dư nợ của tài khoản 1388 này á, thì mình sẽ phải khi mà họ góp á, họ tiếp tục góp thì mình lại nợ 111 hoặc 112. Là bởi vì họ có thể góp bằng tiền mặt hoặc tiền gửi mà. Nhá. 111 hoặc 112 à con? Ừ. 111 hoặc 112. Rồi ạ. Chưa? Có, dạ. Có tài khoản 1388. Rồi ạ. Chưa? Đấy, có 1388 thì khi đó mình lên báo cáo tài chính thì là tài khoản 1388 của mình sẽ dần hết số dư. Khi nào mà nó về bằng 0 á là chứng tỏ đã góp đủ vốn rồi. Chưa? Vâng. Các cái tài khoản này là mình phải nhớ à cô, nhớ để mà làm đúng không? Đúng rồi, nhớ để mà làm nhá. Tất nhiên thì mình không phải là nhớ ngay được, chị mới tiếp cận á thì em đã cho gửi chị cái hệ thống tài khoản theo thông tư 133. Thì hôm đấy giờ cái gì mình hay gặp là em đã cho chị bôi vàng ký hiệu riêng ấy rồi nhá. Về chị khi ngoài thời gian rảnh học ở lớp á thì ngoài thời gian ở nhà á thì chị học thêm em những cái tài khoản mà mình in đậm bôi vàng ký hiệu riêng á. Chưa? Cứ hay làm là mình sẽ nhớ thôi, được chưa? Ở đây mình đang nhập cái số dư đầu kỳ thôi, chứ còn sau này khi nào mà đi hạch toán hóa đơn chứng từ nữa thì mình sẽ khi đó để va chạm nhiều hơn nhá. Rồi này, cất cái này. Đấy là mới có trường hợp 1 nhờ. Trường hợp 2. Trường hợp 2 này có thể xảy ra một chút. Có thể xảy ra nhưng ít trường hợp hơn này. Trường hợp 2 ít khi gặp hơn. Trường hợp 2 này, đó là mình có thể cho cá nhân mượn tiền. Cho cá nhân mượn tiền nhá. Cho cá nhân mượn tiền, ví dụ như là cho giám đốc mượn. Ví dụ tiền một công ty thì tiền của doanh nghiệp là khác và tiền của cá nhân là khác, đúng không ạ? Thì nhiều khi giám đốc mà hoặc phó giám đốc hoặc một số nhân viên trong doanh nghiệp á cần tiền để riêng á, để làm riêng việc riêng á nhá, thì họ sẽ mượn tiền của doanh nghiệp chẳng hạn nhá. Thì khi đó cũng treo dư nợ tài khoản 1388, được khi nào họ trả cũng hạch toán như cái bên mà trường hợp 1 mà em đọc với chị á. Treo tài khoản 1388 thì vẫn như cái trường hợp mà góp vốn à. Nhưng mà không phải là góp vốn mà là họ mượn tiền. Giám đốc hoặc phó giám đốc hoặc kế toán gì đấy họ mượn tiền riêng của doanh nghiệp đi để làm việc riêng. Thì sau này khi nào trả thì cũng như cái góp vốn ấy, nợ 111 hoặc 112 có 1388 lại hết số dư, chứng tỏ là họ trả đủ rồi.
Nói tóm lại là để biết được là khoản này là khoản vốn góp còn phải thu hay là mượn tiền, cá nhân mượn tiền, thì chị phải xem cái sổ chi tiết của 1388 này của năm 20 á nhá. Vâng. Đó là phải khi sau này em sẽ hướng dẫn chị cái việc bàn giao sổ sách nhá. Dạ, bàn giao sổ sách ở cái cuối chương trình học của mình á thì sẽ phải in những cái sổ chi tiết này, bởi vì là khi mình hạch toán á, thì nó phải diễn giải. Ví dụ ông A mượn tiền của doanh nghiệp chẳng hạn, hay là ông A là chưa góp vốn kinh doanh cái khoản tiền này chẳng hạn. Đấy, thì dựa vào cái diễn giải nội dung ấy. Bởi vì khi mình làm cái gì cũng phải có diễn giải bên cạnh, đúng không? Thì nhìn sổ là biết nhá. Rồi, đấy chị ghi cho em xong. Rồi xong. Rồi, đấy là xong cái tài khoản 1388 chị nhá. Vâng.